12 sự tích tứ phủ thánh cô, tín ngưỡng thờ mẫu ở Việt Nam. Truyền thuyết về 12 vị thánh cô trong tứ phủ thánh cô luôn là những điều khiến ai cũng thấy tò mò, càng tìm hiểu càng thấy bản thân mình được cuốn vào những sự tích, những điều kỳ bí xung quanh các vị thần thánh mà chúng ta đang hàng ngày thờ phụng. Vậy sự tích về 12 vị thánh cô là gì và đặc điểm của từng vị thánh cô như thế nào? Tất cả những điều này sẽ được giải đáp thông qua video. Xin mời quý vị cùng tìm hiểu. 1. Cô đệ nhất thượng thiên. Cô nhất thượng thiên vốn là Thiên Cung công chúa, con vua Cha Thủy Tề dưới Thoại Cung. Nhiều người nói rằng cô cùng với cô chín hầu cận bên cạnh mẫu đệ nhất thiên tiên, tức mẫu Liễu Hạnh, nhưng cũng có nhiều ý kiến là hầu cận chầu đệ nhất thượng thiên. Vì vậy, khi đến các đền, phủ người ta thường có lời tấu để nhờ cô kêu thay, lạy đỡ trước cửa vua mẫu đình thần tứ phủ. Cô là tiên cô thần thông lục trí, nhưng khá ít khi ngự đồng, chỉ những người sát căn cô mới hay hầu cô, hoặc cô chấm đồng người nết na, thảo hiền rồi đem về tiến mẫu trong đền mẫu Sòng Sơn. Trong các dịp khai đàn mở phủ, khi ngự về, cô nhất làm lễ khai cuông rồi múa quạt, mặc áo gấm đỏ hoặc áo lụa thêu phượng, đầu đội khăn vành dây, khăn đóng, thắt vì lét đỏ. 2. Cô đôi thượng ngàn. Cô đôi thượng ngàn vốn là Sơn Tinh công chúa, con vua Đế Thích trên Thiên Cung, nhưng sau cô giáng sinh xuống đất Ninh Bình, làm con gái nhà một chúa đất ở chốn Sơn Lâm. Thần tích kể rằng, khi ấy tỉnh Ninh Bình, có một vị quan lang họ Hà người Mường, cùng vợ đã vào trạc ngũ tuần, nổi tiếng khắp vùng về nhân đức, phát tâm thiện nguyện, cứu giúp dân nghèo. Nhưng khổ nỗi vẫn chưa có một mụn con cho vui cửa vui nhà. Ngọc Hoàng trên thiên giới cảm cách mà nghe được lời cầu khẩn của hai ông bà, bèn sai cô xuống hạ giới, đầu thai làm con ông bà, để thưởng cho cái đức độ, tiết tháo của ông. Ít lâu sau bà bẩm thụ thiên khí mà có thai, sinh ra cô. Năm cô lên 4 tuổi, gia đình vị quan lang chuyển tới làm quan ở huyện Cao Phong, châu Mai Đà, tỉnh Hưng Hóa. Nơi đây là vùng núi cao, nước sinh hoạt thiếu thốn, thường xuyên phải xuống dưới chân núi Đầu Rồng, gánh nước suối thần về dùng giúp đỡ bố mẹ. Đến năm đó cô 12 tuổi mà đã xinh đẹp tuyệt trần, da trắng, tóc mượt, mặt tròn, lưng ong thon thà. Đức mẫu thượng ngàn muốn thử lòng người trần gian, độ cho người có tâm, bèn hóa thành một bà lão đói khát, bệnh tật nằm lạ ở gốc cây đa dưới chân núi Rồng, cầu mong sự giúp đỡ của mọi người qua lại. Đúng vừa lúc cô ra suối gánh nước thấy bà lão đáng thương, cô động lòng thương cảm bèn quỳ xuống vực bà ngồi dậy, cho bà uống nước. Bỗng bà lão hiện thành tiên chúa thượng ngàn và nói với cô, ta là Đức Diệu Tín Thiền Sư, Lê Mại Đại Vương, tức mẫu thượng ngàn, thấy con là người ngoan ngoãn, hiền lành, đức độ, kiếp trước con là tiên nữ trên tiên giới, nghe lệnh Ngọc Hoàng mà hạ phàm báo ân cha mẹ, nay ta độ cho con thành tiên, trở về bên hầu cận bên cạnh ta, để cứu giúp nhân gian. Thánh mẫu rút cây gậy khắc đầu rồng bên mình ra trao cho cô. Cô nhận cây gậy rồi trở về nhà. 4 ngày sau thì hóa, đền chính của cô đôi thượng ngàn là hai ngôi đền gắn với truyền thuyết sinh hóa của cô. Một là đền Bồng Lai Hạ ở Nho Quan, Ninh Bình, nơi cô giáng sinh. Còn lại là đền Bồng Lai Thượng ở Cao Phong, Hòa Bình, nơi cô hóa. Bên cạnh đó, cô còn được thờ tại đền cô, cách đền Mẫu Đông Cuông khoảng 500 mét, khu du lịch tâm linh Hàn Sơn, Thanh Hóa, và được phối thờ tại các cung tứ phủ thánh cô, hoặc một bàn riêng ở các đền, phủ. 3. Cô Ba Thoải Cung, cô Bơ Bông. Cô Ba Thoải Cung vốn là Thoải Cung công chúa, con vua Thủy Tề dưới Thoải Cung. Có người còn nói rằng cô là con gái vua Long Vương, Bơ Bông công chúa, rất xinh đẹp nết na, nên được Đức Vương Mẫu cho theo hầu cận, chầu trực trong cung cấm. Sau này, cô Bơ giáng sinh vào nhà Thái Bà, thời Lê Trung Hưng, để giúp vua giúp nước. Cô là người con gái xinh đẹp, thướt tha, mắt sáng, má hồng, môi đỏ, cổ cao 3 ngấn, tóc dài mượt, mặc áo trắng đến trước sập nằm dâng lên người một viên minh châu. Trong cuộc kháng chiến chống quân Minh, cô đã có công giúp vua Lê trong những năm đầu kháng chiến. Có tài liệu còn nói rằng cô cũng hiển ứng giúp nhà Lê trong công cuộc phủ Lê diệt Mạc sau này. Cô Bơ thường hay ngự đồng,
ai hữu sự đến kêu van cửa cô đều được như ý, nên danh tiếng cô vang lừng khắp nơi. Già trẻ, từ đồng tân đến đồng cựu, hầu như ai cũng hầu về cô bơ bông. Khi cô giáng vào ai, dù già hay trẻ thì sắc mặt đều trở nên hồng hào, tươi tốt, đẹp đẽ lạ thường. Khi cô ngự đồng, cô thường mặc áo trắng, đầu đội khăn đóng, khăn vành dây, có thắt lép trắng, có khi dùng thắt dải lưng hồng, cầm đôi mái chèo, bẻ lái dạo chơi khắp nơi. Cô bơ được thờ chính tại đền cô bơ bông, thuộc xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Trước đây đường đi vào rất khó khăn, nhưng hiện giờ đã được tu sửa, nên giao thông đã dễ dàng hơn. 4. Cô Tư Ỷ La, cô Tư Địa Phủ. Cô Tư Ỷ La cũng vốn là con vua Đế Thích chính cung, theo hầu mẫu Thượng Ngàn theo lệnh vua cha, và được mẫu bà rất yêu quý tại đất Tuyên Quang, chứ không phải cô hầu cận chầu bà đệ Tứ Khâm Sai như chúng ta vẫn thường nghĩ. Về sau, tên gọi cô Tư Ỷ La ra đời. Khi nơi mẫu giá ngự đó được người ta lập đền mẫu Ỷ La, về y phục cũng như cung cách khi hầu giá cô Tư hiện giờ là rất khó, vì trong hàng tứ phủ tiên cô, cô Tư Ỷ La thường hiếm khi thấy ngự về đồng. Hiện nay, cô Tư được thờ chính cung trong đền mẫu Ỷ La, thuộc thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Ngoài ra, cô Tư còn được gọi với tên gọi khác là cô Tư Tứ Tổng Tây Hồ, do được thờ vọng trong đình Tứ Liên, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội. 5. Cô Năm Suối Lân, hay cô Năm Sông Hóa. Cô Năm Suối Lân vốn là tiên nữ trên trời. Theo lệnh, cô giáng trần là người thiếu nữ dân tộc Nùng ở xứ Lạng, là tiên cô kề cận bên cửa chầu Năm, được coi là vị thánh trấn trông giữ cửa vào rừng suối Lân. Ai đi chiêm bái trên đất Lạng đều phải qua bái yết cửa chầu Năm và cô Năm Suối Lân. Tương truyền rằng dòng suối Lân do cô cai quản là dòng thiêng, nước suối xanh mát bốn mùa không bao giờ cạn, nước thông về sông Hò. Nếu ai có bệnh tật đến xin nước suối cửa cô uống vào sẽ thuyên giảm, nhưng người nào không biết mà xuống suối tắm hay rửa chân tay làm ô uế dòng suối của cô sẽ bị cô hành cho sốt nóng mê sảng, hoặc nếu có kẻ nào báng nhạo cô sẽ sát lá han làm cho kẻ đó luôn ngứa ngáy không yên, cho đi lạc đường rừng. Cũng giống như cô đệ nhất thượng thiên, cô Năm Suối Lân ít khi ngự đồng, thường chỉ người nào có sát căn quả về cửa cô Năm, hoặc khi về đền Suối Lân thì có thấy thỉnh bóng cô Năm ngự đồng. Khi hầu về giá cô Năm Suối Lân, thường người ta mặc xiêm y vạt ngắn, có thể là màu xanh thiên thanh, hoặc xanh lá cây như màu áo của chầu Năm, chít khăn củ ấu, bên mình có túi vóc, dao quài, ngự đồng cô khai cuông rồi múa mồi. Hiện nay, cung thờ cô Năm Suối Lân được đặt cạnh ngay đền chính của cửa chầu Năm Suối Lân, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn. 6. Cô Sáu Lục Cung, cô Sáu Sơn Trang. Cô Sáu Lục Cung nguyên tích là người Nùng ở đất Hữu Lũng, Lạng Sơn, kề cận chầu Lục Cung Nương nên được gọi là cô Sáu Lục Cung, hay còn có danh khác là cô Sáu Sơn Trang. Cô Sáu rất được người dân tôn sùng, kính trọng, khắp nơi về cửa cô để xin thuốc tiên trị bệnh, gọi cô là cô tiên chữa bệnh cứu người. Trong hàng tứ phủ thánh cô Sáu Lục Cung rất hay về ngự đồng, không chỉ khi về đền Lục Cung, về đất Lạng Sơn mà cả khi khai đàn mở phủ, hay trong cả những dịp hầu vui, đón tiệc tiên thánh, cũng nổi tiếng đành hanh trên đời, nghiêm khắc trừng trị kẻ nào nhạo báng cửa cô. Cô Sáu ngự đồng thường mặc áo ngắn vạt rộng, tay màu lam hoặc áo tím tràm. Hiện nay, cung thờ cô được xây ngay cạnh chính cung đền chầu Lục Cung Nương, 94, Hữu Lũng, Lạng Sơn, được gọi là thánh cô trấn giữ bản đền Lục Cung 94. 7. Cô Bảy Kim Giao, cô Bảy Tân La, cô Bảy Mỏ Bạch. Cô Bảy Kim Giao vốn cũng là một tiên cô ở đền Kim Giao, Mỏ Bạch, Thái Nguyên, có công giúp người dân mọi biết trồng trọt chăn nuôi, rồi cô cũng có công trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược phương Bắc. Trong hội đồng thánh cô Bảy Kim Giao rất hiếm khi ngự đồng, nên nếu để nói đến y phục và cung cách hầu giá cô Bảy là rất khó. Chỉ có một số phỏng đoán rằng cô mặc áo tím hoặc tràm xanh, cô ngự đồng khai cuông rồi múa mồi. Hiện nay, cô Bảy ngoài được thờ tại chính cung đền Kim Giao ở Thanh Liên, Mỏ Bạch, Thái Nguyên, ngoài ra cô còn được thờ tại đền Tân La ở Dốc Lã, Bảo Khê, Hưng Yên. 8. Cô Tám Đồi Tre.
cô tám đồi trẻ, được cho tương truyền là người thiếu nữ hái búp chè đảm đang, nết na, tần tảo tại vùng Phong Mục, Hà Trung, Thanh Hóa. Dưới thời Lê Thái Tổ giấy binh khởi nghĩa, có công giúp vua trong công cuộc đánh đuổi giặc ngoại xâm, nên sau khi thác hóa về trời, cô được phong công lập đền thờ, trấn giữ một bên bến sông Đò Lèn, Phong Mục. Cô tám đồi trẻ cũng rất hiếm khi về Ngự Đồng, chỉ có người nào sát về cô tám, hoặc khi hầu đón tiệc tháng 6, tại các đền ở vùng Thanh Hóa thì cô mới Ngự Đồng. Khi Ngự Đồng, cô thường mặc áo xanh, quần đen, hoặc áo tím hoa cà. Cô tám đồi trẻ được thờ riêng tại đền cô, thuộc đất Phong Mục, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. 9. Cô Chín Sòng Sơn, cô Chín Thượng Ngàn. Cô Chín Sòng Sơn vốn là một tiên nữ trên thiên đình, là thánh cô hầu cận của Chầu Cửu. Mẫu Cửu có nhiều quyền phép, có khả năng xem bói, chữa bệnh và gọi hồn. Tuy nhiên, trong khi giáng hầu, cô Chín chỉ hay cho thuốc chữa bệnh. Giống với cô Sáu, cô Chín rất hay ngự đồng. Khi ngự, cô Chín thường mặc áo hồng phất màu đào phai và múa quạt tiến mẫu, đôi khi cũng múa cờ tiến vua, cũng có khi cô thêu hoa dệt lụa, rồi lại múa cánh tiên. Nổi tiếng muôn dân, nên cô Chín được thờ ở hầu hết các đền, phù ở các bàn thờ riêng hoặc thờ chung trong cung Tứ Phủ Thánh Cô. Trong đó đền thờ chính là ở Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa. 10. Cô Mười Mỏ Ba hay cô Mười Đồng Mỏ. Cô Mười Đồng Mỏ theo hầu Chầu Mười Đồng Mỏ, có công cùng Chầu Mười giúp vua Lê đánh giặc Minh và tiêu diệt đội quân của Liễu Thăng. Thần tích về cô Mười và Chầu Mười rất ít, hầu như không thấy trong các tài liệu. Có nguồn cho rằng cô cai quản các mỏ vàng, mỏ bạc ở Chi Lăng. Theo bản văn cô Mười thì cô là một thánh cô xinh đẹp, hay cười, tính tình gần gũi. Vì cô Mười không chấm lính bắt đồng nên rất ít khi cô ngự về đồng. Thỉnh thoảng tiệc vui, dịp lễ lớn, nhiều thanh đồng vẫn thỉnh cô về, hoặc một số người về đền Chầu Mười, cô Chín Thượng hoặc Chầu Bát thì vẫn thỉnh cô Mười. Có nguồn cho rằng khi về cô cầm cung kiếm, cưỡi trên mình ngựa, theo Chầu Mười sông pha trận mạc, về đồng, cô múa mồi, thường mặc áo vàng, cầm cung kiếm, cưỡi trên mình ngựa sông pha trận mạc giúp vua đánh giặc Minh. 11. Cô bé Thượng Ngàn. Cô bé Thượng Ngàn là một trong nhiều tiên cô trên tòa Sơn Trang, hầu mẫu Thượng Ngàn, cùng với các tiên cô khác. Tên gọi của cô thường được đặt theo tên các địa danh, các đền thờ. Các cô về mặc quần áo thổ cẩm, chân quấn xà cạp, đeo kiềng bạc, tay cầm ô, vai đeo gùi, cai quản khắp các cửa rừng lớn nhỏ. Cô được người dân thờ phụng ở rất nhiều nơi như cô bé Thượng Ngàn, Lạng Sơn, cô bé Suối Ngang, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn, cô bé Đông Cuông, huyện Văn Yên, Yên Bái, cô bé Chí Mỉu, huyện Lạng Giang, Bắc Giang, cô bé Cây Xanh, huyện Lục Nam, Bắc Giang, vân vân. 12. Cô bé Thoải Cung. Cô bé Thoải Phủ là một trong ba vị cô bé thuộc hàng chính thống Tứ Phủ. Cô tỏa trên tòa Sơn Trang và hầu cận mẫu Thoải Phủ. Do đó, cô cũng được thờ tự tại những ngôi đền thuộc về Thoải Phủ. Hàng năm, con nhang, đệ tử thường sắm lễ khấn lạy xin cô ban tài lộc, bình an cho gia quyến. Đền thờ cô bé Thoải Cung hiện nay được nhiều người biết đến nhất vẫn là đền Bơ Bông ở Hà Trung, Hà Sơn, Thanh Hóa. Sự tích về 12 vị Tứ Phủ Thánh Cô đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem video Tứ Phủ Thánh Cô thờ những vị nào và sự tích 12 Thánh Cô chuẩn nhất. Nếu thấy hay, hãy cho kênh một like và một share. Chúc các bạn có cuộc sống bình an và hạnh phúc.